Cô chào các em. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, bộ sách cánh diều. Chúng ta sẽ học tiếp phần luyện tập, chủ điểm trường học. Các em hãy dỡ sách giáo khoa ra trang số 95. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc bài thơ có tựa đề là Đi học. Lưu ý khi đọc, các em cần phát âm đúng các tiếng nghĩ hơi sau các dòng thơ, hiểu các từ ngữ trong bài, trả lời các câu hỏi về bài thơ, hiểu được nội dung của bài. Bạn nhỏ đã biết tự đến trường, đường đến trường thật đẹp. Bạn yêu mái trường, yêu cô giáo. Bây giờ các em hãy nghe cô đọc mẫu bài nhé. Đi học. Hôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước hôm nay mẹ lên nương một mình em tới lớp trường của em be bé, bé nằm lặng giữa rừng cây cô giáo em tre trẻ dạy em hát rất hay hương rừng thơm đòi vắng nước suối trong thầm thì cỏ xòe ô che nắng râm mát đường em đi cô vừa đọc mẫu bài thơ đi học cho các em nghe rồi bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ sau. Dắt tay Từng bước Một mình Tới lớp Năm, lặng hương rừng nước suối thâm thì xòe ô Râm mát Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc từng dòng thơ nhé Các em cho cô biết Bài thơ đi học có tất cả bao nhiêu dòng thơ? A. À, cô đếm được Bài thơ có tất cả 12 dòng thơ Cô sẽ đánh số thứ tự vào mỗi dòng để các em thấy rõ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng dòng thơ nào đi học hôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước hôm nay mẹ lên nương một mình em tới lớp Trường của em bé bé Nằm lặng giữa rừng cây Cô giáo em tre trẻ Dạy em hát rất hay Hương rừng thơm đồi vắng nước suối trong thầm thì cỏ xòe ô che nắng râm mát đường em đi tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc từng khổ thơ trong bài nhé bài thơ đi học có ba khổ thơ khổ một là bốn dòng thơ đầu khổ hai là bốn dòng thơ giữa khổ ba là bốn dòng thơ cuối bây giờ cô và các em sẽ luyện đọc tiếp nối ba khổ thơ trong bài nhé đi học hôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước hôm nay mẹ lên nương một mình em tới lớp trường của em be bé, bé nằm lặng giữa rừng cây cô giáo em tre trẻ dạy em hát rất hay hương rừng thơm đồi vắng nước suối trong thầm thì cỏ xòe ô che nắng râm mát đường em đi chúng ta đã luyện đọc xong rồi bây giờ Chúng ta sẽ học phần tiếp theo nhé. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 96. Chúng ta sẽ đọc các câu hỏi, các yêu cầu trong phần bài tập này, trả lời các câu hỏi và thực hiện theo yêu cầu của bài học nhé. Câu 1. Vì sao hôm nay bạn nhỏ tới lớp một mình? Các em hãy nhìn dòng thơ thứ ba và thứ tư trong khổ một của bài thơ đi học. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp. Vậy, câu trả lời sẽ là bạn nhỏ tới lớp một mình vì hôm nay mẹ bạn bận lên nương. Câu hỏi số 2 Trường của bạn nhỏ ở đâu? Các em hãy nhìn hai dòng thơ đầu trong khổ 2 của bài thơ. Trường của em bé bé Nằm lặng giữa rừng cây Vậy, câu trả lời là Trường của bạn nhỏ nằm lặng giữa rừng cây. câu hỏi số 3. Đường đến trường có những gì? Những ý nào đúng? Ý A. Có cô giáo dạy bạn nhỏ hát. Ý B. Có hương rừng, dòng suối trong. Ý C. Có những cây cỏ xòe ô che nắng cho bạn nhỏ. Các em lưu ý, câu hỏi ba này hỏi đường đến trường có những gì, chứ không phải hỏi ở trường có gì nhé. Khi đọc câu hỏi, các em phải lưu ý trọng tâm của câu hỏi muốn hỏi gì để trả lời cho chính xác nhé. Các em hãy nhìn vào khổ ba của bài thơ. Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì cỏ xòe ô che nắng râm mát đường em đi vậy trong câu hỏi số 3 này cô sẽ chọn ý b và ý c là các ý đúng nhé đường đến trường có hương rừng dòng suối trong có những cây cỏ xòe ô che nắng cho bạn nhỏ các em à, các em hãy cho cô biết bài thơ đi học chúng ta vừa học nói lên điều gì à bài thơ nói về tình cảm của bạn học sinh với mái trường với thầy cô bạn yêu con đường dẫn đến trường yêu trường học yêu cô giáo các em có biết không bài thơ đi học này còn là một bài hát nữa đấy để nghe bài hát này, các em hãy lên YouTube gõ tên bài hát này để nghe nhé. Phần tiếp theo là góc sáng tạo. ở phần học này yêu cầu các em cùng các bạn trong nhóm trưng bày bưu thiếp lời yêu thương lên bảng nhóm hoặc bày lên mặt bàn để các bạn bình chọn tấm bưu thiếp mà mình yêu thích nhất, gánh lên bảng những bưu thiếp được bình chọn nhiều nhất, rồi sau đó các bạn được bình chọn sẽ giới thiệu và đọc bưu thiếp của chính mình cô chỉ nói sơ lược qua phần góc sáng tạo này cho các em nắm các em hãy thực hành phần góc sáng tạo này ở lớp học cùng thầy cô và các bạn học nhé bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi chúng ta sẽ học phần tiếp theo vào video sau nhé các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích hãy ấn like đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng học tập nhé xin chào và hẹn gặp lại